Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh Kẹo Chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì lưu ý kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng người đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo chì, kẹo đóng máy, kẹo chì nhập giá rẻ. Đấy, phục vụ anh em. Nói chung là hàng đều đẹp, chất lượng, không viêng. Hôm nay có hàng mới về là Salon 5.518, chuyên chơi cho cánh 5.52. Đấy, Salon 5.518 bản 25GR. 25GR. Thì 5.518 này thì hàng này hàng nhập nha anh em nhé. Khuôn nhập. Đấy, chỉ dây. Nên anh em không sợ hại khương, hại cành. Loại này thì chơi ổn định. Mấy tất cả mẫu cành từ cành Việt Nam kéo đến cành nhập. Loại này thì 5.518 này thì cũng không kén. Nếu cành Việt Nam kéo thì cũng không kén lắm. Đấy, độ ổn định cực kỳ cao. Tiền nào của đấy. Thì cái loại này thì chơi mức áp và độ phá của nó cực kỳ cao. Đấy, mẫu này là mẫu mới về bên nhà em. Để anh em nhìn xem tất cả chì chiếc đẹp bóng lộn. Đấy, cái chất chì nó khác chì hoàn toàn bình thường rất chi là nhiều. Thì nhà em có nhiều loại cho anh em trải nghiệm, nhiều loại cho anh em trải nghiệm. Đấy, đây hai cái váy này anh em nhìn này váy đấy, khác nhau hoàn toàn luôn. Đây hai cái đi váy, một loại là 27, một loại 25. Đấy, khác nhau hoàn toàn về váy, còn độ phá nó sẽ như nhau. Đấy, còn tất cả cái hàng mẫu này là mẫu nhập nên là anh em yên tâm về chất lượng, về sản phẩm. Đấy, còn lấm chì bên nhà em thì vẫn là hàng rẻ nhất. Bên nhà em là hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì đều đẹp, chất lượng không viêng, ổn định 10 viên như một. Đấy, đều đẹp không viêng nhá, 10 viên như một. Mẫu em quay như là em sẽ gửi hàng cho em thế. Loại này thì cực ổn định cực kỳ cao. Đấy, đều đẹp, chất lượng không viêng nhá. Tiền nào của đấy. Đấy. Mười viên như một. Hàng chuẩn. Chỉ chất lượng cao cho anh em. Đấy, thì đấy là lấm chì. Còn tiếp theo là giới thiệu luôn cho anh em là hàng nhập FX Egun. FX Egun loại này thì bao test luôn cho anh em, cự ly là bao test luôn cho anh em. Cự ly là 7-8-90m hoặc là 90m đổ lên tùy theo cành. Nhưng cành ngon của nó là 130m. Loại này thì không để lại cứt chì nhiều, độ ổn định cực kỳ cao. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểu không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.